Chào các em, thì hôm nay anh sẽ mở hộp tiếp một cái mẫu thứ ba của cái bộ Nado 5. Thì hiện tại cái mẫu này anh chỉ có lấy về được cái dòng số 3 và dòng số 4 thôi các em ha. Dòng số 2, số 1 thì có hay không thì anh chưa biết. Trong thời gian tới nếu nhập được thì anh sẽ tiếp tục mở hộp cho các em ha. Thì cái con này là có màu xanh lá cây của một cái nhân vật nữ sử dụng đấy ha. Thì cái tên của nó là Bích Ảnh Thần Cung, nghĩa là cái vị chiến thần mà sử dụng cái cung màu ngọc bích á. Thì tin là thì anh sẽ mở luôn cái hộp dòng 3 trước. Thì cái hộp của chúng ta đây vẫn có cái biểu tượng này của Nado 5 ha, chữ Audi ha. Đây đây là cái hình của cái con quay này, nhân vật nữ sử dụng nó ha, cái tay cầm. Để anh xem cái mã của cái con này là 634303. 634303 là 634 là dòng Nado 5, 3 là dòng 3, và đây là mẫu số 3 của dòng 3 các em ha. Bây giờ thì anh cũng sẽ mở hộp luôn xem chúng ta có cái gì ha. Chắc thì nó cũng chắc không có gì khác biệt nhiều với cái mẫu trước anh đã mở, là cái con liệt phá viêm long và chiến thần chi dịch, là đôi cánh chiến thần ha. Chúng ta có một cuốn hướng dẫn, tờ giấy hướng dẫn bằng như là bằng tiếng Trung. Ta có một cái dụng cụ tháo lắp, có một cái nắp chiến thần ha các em ha. Và cuối cùng là sẽ có một cái tay cầm mới, lại mới và con quay ha. Thì đây là tất cả những cái gì chúng ta có trong cái hộp của cái bộ Nado 5 này ha. Chúng ta vẫn có một cái tay cầm ha. Tay cầm là lại mới, có 500 ở đầu đây các em ha. Thì trên tay cầm này chúng ta vẫn sẽ có cái chữ Audi ha, Audi nổi đây ha. Em thấy ha. Nút bấm để giải phóng con quay như thế. Một cái nắp chiến thần ha, nắp chiến thần này nó sẽ khác với con chiến thần của con mẫu số 1, mẫu xanh xanh dương ha. Đây là Bích Ảnh Thần Cung, đây vì thần chiến thần này sử dụng cung ha, một cái dụng cụ pháo lắp. Đến hiện tại thì anh vẫn chưa biết cái đầu nhỏ nhất của cái dụng cụ tháo lắp này sẽ sử dụng cho cái gì. Anh mới sử dụng được hai cái này thôi. Có một con quay của chúng ta. Thì cái con quay này có màu xanh lá cây, màu ngọc bích, rất là đẹp, anh thấy rất là đẹp. Cái đầu mà để nối với cái tay cầm là màu vàng ha. Thì cái đầu này khá là lạ ha. Anh không lát nữa chúng ta sẽ thử xem nó thuộc dạng tấn công hay phòng thủ ha. Còn cái thường là cái màu vàng này là phòng thủ ha. Còn cái đây là cái vòng chiến đấu bằng kim loại ha. Chiến đấu bằng kim loại. Cái vòng chiến đấu bổ sung ở dưới đây có màu cam ha. Cái đế màu xanh lá cây, thì em nhìn đây thì cái đế này nó sẽ nhỏ. Thì màu xanh lá cây như là bền bỉ như vậy. Riêng cái vòng chiến đấu này chúng ta sẽ có ba cái viên bi nhỏ ha các em. Nó sẽ có rỗng ba viên bi nhỏ, các em sẽ thấy đây. Các em sẽ nghe tiếng ha. Ba viên bi nhỏ trong này. Rồi bây giờ anh cũng sẽ mở luôn cho chúng ta coi cái con quay này như thế nào ha. Chúng ta có cái nắp để gắn với cái tay cầm ha. Rồi cái đế đây, thì anh sẽ cho các em thấy rõ ha. Đây là cái vòng chiến đấu bổ sung, nó có những hòn bi, thì cái đấy có tiếng kêu rất là hay. Đây là cái nắp chính của cái con quay, có màu xanh ngọc bích rất là đẹp, trong suốt rất là đẹp ha. Cái đấy nó màu vàng. Đây là cái vòng chiến đấu bằng kim loại ha. Cái nắp cái đế quay chính, và đây là cái đầu kết nối với tay cầm, và cũng là một cái nắp chiến đấu thứ hai, cái đế chiến đấu thứ hai.
Bây giờ anh sẽ chơi thử luôn cái con quay này ha. Thì với cái đế nhọn thế này thì nó là dạng bền bỉ thì chắc như cái đó nó sẽ quay rất là lâu và nó sẽ ổn định ha. Cái tay cầm của cái dòng ba này á, nó tạo cái lực quay rất là lớn các em ha. Con quay nó nếu mà dạng mình bự như này nó sẽ đứng được khá là lâu á. Bây giờ anh sẽ thu về ha và anh sẽ chuyển xem dùng cái đầu vàng là nó sẽ dạng gì ha. Đầu vàng này cũng là dạng phòng thủ và nó cũng khá là cân bằng, nghĩa là cái con quay này là nó có hai cái đầu chiến đấu là đều ở dạng là không phải tấn công, một dạng là phòng thủ, một dạng là bền bỉ ha. Màu xanh quay rất là đẹp các em ha. Tiếp theo thì anh sẽ mở hộp cái con dòng 4 các em ha. Thì theo thông lệ thì con dòng 4 chúng ta sẽ có thêm ngoài cái mà nó giống hệt cái con dòng 3 thì nó sẽ có một cái vòng chiến đấu kim loại màu vàng ha, một cái đế màu trong suốt và có thêm một cái vòng chiến đấu bổ sung. Ở đây thì các em thấy thì cái hình cơ bản ở ngoài nó cũng giống với con dòng 3 thôi, chỉ có cái để anh xem cái mã ha. Cái mã của mình đây là 634403 các em ha. Đây là cũng mẫu số 3 của dòng số 4. Rồi, anh sẽ mở luôn. Đây. Chúng ta sẽ có một cái vòng chiến đấu màu vàng đây các em ha. Đó, đẹp. Trên đây thì ta cũng sẽ có thấy chữ Audi ha. Một cái dụng cụ tháo lắp ha. Đây, một cái vòng chiến đấu bổ sung. Vòng chiến đấu bổ sung này nó sẽ khác ha, nó sẽ có nó khá là hay, nó có một số cái miếng kim loại ở đây nữa ha. Một cái đế quay trong suốt, một nắp chín thành ha các em ha. Và cái con quay chính của chúng ta thì nó y hệt con dòng 3. Một cái tay cầm có cái nút bấm để xoay cái tay cầm lên là để chúng ta chuyển sử dụng cái đế cái nút. Sau khi lấy hết tất cả các cái bộ phận ra rồi thì anh sẽ giống như lần trước, anh sẽ tiến hành tháo lắp cái con này để gắn những cái vòng chiến đấu bổ sung của nó để phân biệt với con dòng 3 các em ha. Đầu tiên chúng ta cũng mở cái này bằng cái nắp kết nối với tay cầm ha. Theo là chúng ta sẽ có cái nắp ha, ta bỏ cái này đi ha. Bây giờ anh sẽ tiến hành gắn cái con cái vòng chiến đấu màu vàng này vào ha. Rồi. Rồi, ta có ở đây ha. Cái này ta vặn lại. Cái đế này lên trên ha. Thì chúng ta được một con quay kết hợp giữa màu vàng và màu xanh ngọc bích khá là đẹp. Các em thấy đấy ha. Đó nè, bây giờ anh sẽ chơi thử nó ha. Giờ chúng ta sẽ có cái chơi thử con này ha. Thì nó có cái 500 đây thì chúng ta chỉ cần ở đây nó sẽ để vào ha. Để xem cái đế mà con suốt này là dạng gì ha. Dạng như vậy thì đế trong suốt này là dạng tấn công các em ha. Rồi anh sẽ thu lại, anh sẽ sử dụng cái đế ở trên ha. À, cái này thì chúng ta sẽ không cần phải xoay, chúng ta sẽ có cái nút bấm nữa ha. Chuyển sang màu vàng thì như là nó là cái phòng thủ thôi. Rồi,
bây giờ anh sẽ cho hai cái con ba và dòng 4 thi đấu nhau ha. Dòng 4 là dòng nâng cấp này ha. Rồi. Anh sẽ cho con phòng thủ trước ha. Ba con phòng thủ thì cái đế tấn công thì nó sẽ ở nhiệm vụ là tên tấn công ha. Số 4 nữa thôi ha các em ha. Thì anh đã hoàn thành cái video mở hộp cái con dòng 3 dòng 4 của cái mẫu con quay cái tên là bức ảnh thần cung, là cái vị thần chính thần sử dụng cung màu ngọc bích thuộc dòng Rado 5. Thì cũng giống như những con dòng 3 dòng 4 khác thì cái con cơ bản của dòng 4 này thì nó cũng giống hệt của dòng 3, chỉ thêm một số cái vòng chiến đấu bổ sung thôi ha. Thì cái dòng chiến đấu bổ sung của con dòng con mẫu bức ảnh thành cung này là màu vàng, nó vẫn giống như màu vàng khá là đẹp. Đây là một trong những cái mẫu con quay đẹp nhất của cái dòng Nado 5 này, với cái màu sắc rất là tươi tắn, màu ngọc bích ha các em ha. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.